Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 26 tháng 6. Hôm nay là ngày gì? Ngày 26 tháng 6 là ngày điện lạnh thế giới. Ngày sinh của ai? Ngày 26 tháng 6 năm 1786 là ngày sinh của Sun Thon Phu, một nhà thơ người Thái Lan. Ông là nhà thơ nổi tiếng nhất Thái Lan. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là sử thi Fra Afamani. Vào ngày này năm 1968 cũng là ngày sinh của Paolo Maldini, cầu thủ bóng đá người Ý. Anh là con trai của Cesare Maldini, cựu cầu thủ của AC Milan và cựu huấn luyện viên đội tuyển Ý. Maldini là một hậu vệ. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, anh chỉ chơi cho một câu lạc bộ duy nhất là AC Milan và có số lần khoác áo nhiều nhất với 902 trận. Ngày 26 tháng 6 năm 1971 cũng là ngày sinh của Max Biaggi, cựu vô địch thế giới đua xe Moto Grand Prix chuyên nghiệp người Ý và là người chiến thắng giải vô địch thế giới năm 2010 và 2012. Trong suốt sự nghiệp đua xe của mình, anh đã 4 lần liên tiếp giành chức vô địch thế giới ở thể loại phân khối 250cc. Andreana Grande, cô sinh ngày 26 tháng 6 năm 1993. Cô là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm 2 giải Grammy Awards, 2 giải Billboard Music Awards, 3 giải American Music Awards, 9 giải MTV Video Music Awards và 22 kỷ lục Guinness Thế Giới. Trong năm 2016 và 2019, Renee xuất hiện trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Ngoài âm nhạc, Renee đã sử dụng mạng xã hội để vận động cho bình đẳng giới, bình đẳng chủng tộc và LGBT. Cô là người phụ nữ có nhiều lượt theo dõi nhất trên Instagram. Ngày mất của ai? Phan Kế Toại là một cố chính khách Việt Nam. Ông làm quan cuối thời nhà Nguyễn và trở thành Phó Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ tháng 9 năm 1955 đến khi qua đời vào ngày 26 tháng 6 năm 1973. Vào ngày này năm 1810 cũng là ngày mất của Joseph Michel Montgolfier, nhà phát minh người Pháp, đồng phát minh ra khinh khí cầu. Marc Vivien Foe, cầu thủ bóng đá Cameroon. Anh mất đột ngột vào ngày 26 tháng 6 năm 2003 khi đang thi đấu ở Cúp Liên đoàn các châu lục diễn ra tại Pháp với đội tuyển Colombia khi mới 28 tuổi. Rolling King, ông mất ngày 26 tháng 6 năm 2014. Ông là một doanh nhân người Mỹ, đồng sáng lập ra Southwest Airlines. Ông sinh năm 1931. Sự kiện. Vào ngày này năm 1460, Lê Tư Thành lên ngôi vua Triều Lê tại Điện Tường Quan, đặt niên hiệu là Quang Thuận, tức Lê Thánh Tông. 26 tháng 6 năm 1886, nhà hóa học người Pháp Henri Moissan phân tách thành công fluor bằng phương pháp điện phân, trở thành người đầu tiên phân tách được nguyên tố này. Vào ngày này năm 1945, tại hội nghị ở San Francisco, đại biểu từ 50 quốc gia ký hiến chương thành lập Liên Hiệp Quốc. Ngày 26 tháng 6 năm 1954, nhà máy điện hạt nhân Obninsk tại Liên Xô được khánh thành, là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới hòa điện vào mạng lưới điện quốc gia. Vào ngày này năm 1959, võ sĩ Thụy Điển Ingemar Johansson trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới khi đánh bại Floyd Patterson người Mỹ bằng knockout sau 2 phút 3 giây trong hiệp 3 tại sân vận động Yankee. Năm 2000, dự án bộ gen người thông báo hoàn thành bản thảo thô. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Awit TV.